Dạ vâng, em chào anh cửa hàng hóa anh buổi trưa ạ. Thì đây là những cây bông trang Mỹ vàng, cây cao từ 2 tấc trở lên ạ. Thì em quay clip ngắn này để gửi đến anh để anh xem tham khảo ạ. Đây, anh cao từ 2 tấc trở lên. Cây này thứ 2 tược nha. Đây, 2 tược ạ. Đây rồi bên này, cái này là em để nguyên cái chậu rồi em lắp đất lên, đặng khách mua thì em lấy chậu lên nó rất là màu.